ngày mùng 1 tháng 11, lễ các thánh. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Xin cho con thuộc trọn về Chúa. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Ngoài mẹ Maria ra, thì không ai trong nhân loại này là vô tội, bởi chúng ta đã là tội nhân từ trong thai mẫu. Đúng như Thánh Vịnh 50 nói: Mẹ con đã thai con trong tội. Thế thì các thánh trên trời mà chúng ta mừng kính hôm nay, trước tiên họ là những người có tội, phạm tội, biết mình có tội, chưa phạm tội, và nhất là quyết tâm đổi mới cuộc đời. Nếu nói tội là việc để lòng yêu chuộng sự thế gian này quá lẽ, thì thánh là việc để lòng yêu chuộng sự trên trời. Nếu tội là nương cậy vào tài sức mình, thì thánh là biết nương cậy vào sức mạnh quyền năng của Chúa. Nếu nói tội là sự vô ơn đối với Chúa, thì thánh là luôn biết ơn Chúa và làm việc tạ ơn Chúa. Nếu nói tội là tìm vinh danh mình, thì thánh là tìm vinh danh Chúa. Nếu nói tội là yêu mình, thì thánh là yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu người như Chúa yêu. Mỗi người đều có hai nửa cuộc đời không giống nhau, lại còn luôn đối nghịch nhau. Một bên là công chính, một bên là bất chính. Các thánh nhân đều là những tội nhân, những người nghiêng về phía bất chính, đã từng yêu sự thế gian quá lẽ, nhưng đã biết dùng ơn Thánh Chúa mà sám hối, mà ngã về phía công chính là yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Các thánh là những tội nhân có lòng sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối không chỉ dừng lại ở việc đau buồn vì biết mình có tội, nhưng còn bao gồm việc cải thiện, đổi mới nhờ tin vào tin mừng. Tin vào tin mừng cũng không chỉ dừng lại ở chỗ tin, mà còn phải thực hiện điều tin mừng dạy. Không chỉ tin vào Chúa Kitô, nhưng còn phải sống lời Chúa đã dạy. Và nhất là các thánh khiêm nhượng biết mình hèn mọn yếu đuối, nên luôn luôn tín thác vào lòng Chúa xót thương và ơn thứ tha bởi lòng khoan dung vô lượng. Tám mối phúc thật là lời vàng của Chúa giúp chúng ta nên thánh. Phúc thứ nhất, cho ai có tinh thần nghèo khó cũng là mối phúc cốt lõi. Mỗi phúc mở ra cho chúng ta lối hẹp bước vào sự thánh thiện. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra
giá trị ngắn hạn, chóng vánh của mọi sự trên trần gian này. Để không bị lệ thuộc hoàn toàn vào những thứ danh lợi dục phù vân ấy, để buông bỏ mọi sự và đặt đời mình hoàn toàn trong bàn tay của Thiên Chủ. Chỉ khi chúng ta đã đặt mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa thì mới có thể thực hiện tiếp theo những mối phúc còn lại. Bao lâu còn mê muội đắm mình vào những thứ phù vân danh lợi dục thì bấy lâu khó lòng mà thực hiện những mối phúc khác. Mối phúc thứ nhất giúp chúng ta chu toàn điều luật quan trọng nhất, đó là kính mến Chúa trên hết mọi sự, yêu thương mọi người như chính mình và yêu thương mọi người như Chúa đã yêu. Giáo hội thiết lập lễ các thánh không chỉ để chúng ta chiêm ngưỡng một giáo hội chiến thắng thế gian và vinh quang trong nước Thiên Chúa, không chỉ để chúng ta ngưỡng mộ những tội nhân có lòng can đảm, quyết tâm sám hối và tin vào tin mừng, mà còn để mời gọi chúng ta luôn sống trong niềm hy vọng vào lòng Chúa xót thương và một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa. Trong số các thánh ở trên trời có cả những người thân yêu của chúng ta, những người ra đi trước chúng ta, là ông bà cha mẹ, con cái, bạn hữu, những người đã được cứu sống nhờ lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Vì thế, việc mừng lễ các thánh còn khơi lên trong lòng chúng ta khát khao sum họp trong nước Thiên Chúa, để còn có được niềm vui hiển nhiệm ấy, được phùng trùng cả nhà ta, cả dòng họ ta, cả giáo xứ ta trong cõi đời đời. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Xin thương xót và giúp chúng con nên thành. Amen. Lạy Chúa, tháng 11 mời gọi chúng con tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn, qua đó cùng suy ngẫm về sự chết và mầu nhiệm cánh chung. Chúng con tin rằng Chúa Giêsu phục sinh đã nối kết chúng con đang sống với các linh hồn trong luyện ngục và các thánh trên trời trong cùng một niềm hy vọng sum họp trong nước Chúa. Xin kính dâng nén hương tưởng nhớ ông bà cha mẹ và những người đã ra đi trước chúng con, cùng tha thiết nguyện xin Chúa thứ tha cứu rỗi. Amen. Trong hương khói nghi ngút bay, kính dâng lên Ngài lời kinh này, nguyện cầu cho những ai đã khuất đi mà đời vẫn ghi công ơn sinh thành. Nguyện cầu lạy Chúa, xin Ngài thương cứu rỗi. Chìm trong quên lãng những dấu yêu, xót xa trăm chiều vì yêu nhiều, một đàn con chắt chiêu mộ đá xêu, lạnh lùng hắt hiu tâm thần tiêu điều. Một phút cúi đầu
thương cứu rỗi. Tìm đâu cho thấy bóng dáng xưa để thân thưa lời tạ ơn người và xin tha thứ đi lỗi hiếu kia đã làm xót xa trái tim chan hoa.